Chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo được mang tên Tuổi Thần Tiên. Và với tiết mục này, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nghệ sĩ nhí của chúng ta đến từ lớp thanh nhạc nhí, câu lạc bộ năng khiếu nghệ thuật Giang Anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức nhé. Tuổi thần tiên không.